chào các bác nhá. Đây là một cái công trình em bọn tôi đang thi công tại xã Mường Mít, huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu. Bây giờ đang bắt đầu vào những khâu hoàn thiện cuối cùng của căn nhà rồi. Đấy, các bác đón chờ xem những video full để anh em bọn tôi. Đây là giới thiệu sơ qua tổng thể căn nhà này cho các bác biết. Đó là căn nhà gồm có 2 gian 2 trái, một bếp liền kề và một phòng, 4 phòng khép kín. Tổng diện tích của căn nhà rơi vào khoảng xích xót 200 m², với khối lượng và trữ lượng công việc khá là nhiều. Anh em tôi hoàn thiện đến giờ là cũng được già hơn 15 hôm rồi. Dự kiến tổng bộ khung này xong thì xấp xỉ rơi vào khoảng tầm cỡ là trên 200 triệu một chút các bác nhé. Toàn bộ hệ thống cột dùng phi 14, hệ thống xà dầm, xà dùng phi 12, dầm phi 14, rằng xung quanh chạy phi 12. Toàn bộ hệ thống sàn sẽ đan bằng phi 10. Tổng khối lượng bê tông ước chừng 30 m³. Các bác đón chờ video nhé.